quả tốt hơn vì thời gian ở với các thầy cô nhiều hơn. Và nếu các em mà học tiếng Hàn thì sau khi xin phép tỉnh, chúng tôi sẽ cho các em du học hè một tháng tại Hàn Quốc ngay hè tới trên cơ sở ký kết văn bản hợp tác với phía đối tác là trường đại học Busan của Hàn Quốc. Và sắp tới chúng ta cũng sẽ có nhiều những chuyến đi thi khoa học kỹ thuật ở Hoa Kỳ, ở Nhật Bản, Canada và rất nhiều nước khác. Tôi cũng sẽ gửi thông báo đến phụ huynh và cũng xin phép Sở Giáo dục Đào tạo để chúng ta có những chuyến đi như vậy tham quan thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế. Và qua những kỳ thi như vậy, ít nhất em đạt được 3 điều. Một là chuẩn bị về khoa học, hai là chuẩn bị về tiếng Anh trong khoa học, và điều thứ ba là các em phải thuyết minh điều đó là có những trải nghiệm ở nước bạn. Như vậy ít nhất 3 điều mà các em có thể làm được. Và đôi khi là những điều rất bất ngờ là những trải nghiệm như vậy sẽ có thể mang lại lợi ích cho các em trong những kỳ phỏng vấn với giáo viên nước ngoài để nhận học bổng nước ngoài. Bởi vì nếu như chúng ta đi nước ngoài nhiều, tiếp xúc với người nước ngoài nhiều thì chúng ta thường tự tin và thể hiện mình được tốt nhất trong những lần phỏng vấn như vậy. Và tôi rất mong là năm nay thông qua các câu lạc bộ, chúng ta sẽ làm cho các em học sinh được hoàn thiện hơn về nhân cách, cũng như là hoàn thiện hơn về cái kỹ năng mềm giao tiếp. Và có những câu lạc bộ rất mới á, câu lạc bộ lễ tân và ngoại giao, cũng là bộ mặt những kiểu đại sứ thiện chí của trường, nhưng rộng hơn, đó là chẳng hạn tiếp khách trong tương lai, kể cả khách quốc tế, các em phải làm nhiệm vụ. Điều thứ hai là câu lạc bộ kinh doanh, câu lạc bộ MC Hùng Việt, câu lạc bộ khoa học, chúng ta sẽ mời giáo sư Ngô Bảo Châu đến nói chuyện. Rồi các câu lạc bộ cũng rất là sáng tạo và cũng rất thực tế ạ. Có câu lạc bộ mỹ thuật và trang điểm, bởi vì nhu cầu trang điểm các giáo viên, học sinh và bất cứ ai, đặc biệt những ngày lễ đều cần thiết, nhưng chúng ta cũng phải nhờ những lời make up. Vậy chúng ta phải tạo ra. Và vừa rồi câu lạc bộ đó của Thái Nguyên hoạt động rất tốt. Nhân dịp cái lễ khai giảng, các em lại làm trang điểm cho bạn và cho cô giáo của mình. Tôi nghĩ tất cả những cái câu lạc bộ của chúng ta mở ra không phải để cho vui, để làm màu, mà mở ra để hoạt động và mang lại lợi ích cho tất cả của chúng ta, đặc biệt rèn luyện các em. Và như vậy, trong những nơi như Hà Nội hay Thái Nguyên, chúng ta đều có những căng tin, nhà hàng khuyến khích các em làm việc và khuyến khích các em biết nấu các món ăn. Và như vậy, thông qua lao động, các em sẽ thêm quý trọng bố mẹ và hiểu về những khó khăn bố mẹ thì phải nuôi mình ăn học. Và như vậy, tôi nghĩ điều đó rất là tốt. Qua Singapore thì tôi thấy các trường phổ thông của họ còn là một tuần một người làm bếp trưởng đó, tuần sau là em khác. Và như vậy các em sẽ được giáo dục một cách toàn diện, đúng nghĩa của nó. Và tôi mong rằng trường ta sẽ làm tất cả những điều đó trong những năm tới để định hình lên mô hình giáo dục Đào Duy Từ Vĩnh Phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bác phụ huynh và toàn thể các em học sinh, hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày ghi dấu ấn của năm học đầu tiên của trường Đào Duy Từ Vĩnh Phúc. Ngày xưa bác Sâm khi đi học thì người thầy cấp 2 có bảo chú cá nhỏ này sẽ lớn. Bởi vì theo tiếng Pháp thì bác Sâm là chú cá nhỏ nhưng mà sẽ lớn. Thế thì tôi có thể nói một câu tương tự, một sự ví von nhưng không hoàn toàn là cân bằng, đó chính là trường Đào Duy Từ của chúng ta ở Vĩnh Phúc. Đây là năm học đầu tiên, nhưng với những gì hệ thống giáo dục đã làm thành công xuất sắc tại ba tỉnh thành là Hà Nội, Thái Nguyên và gần đây nhất là Bắc Ninh, không có lý gì một tỉnh giàu truyền thống văn hóa và đã đạt được thành tích thi vào đại học tốt nghiệp phổ thông cao nhất toàn quốc, chúng ta không thể làm được những điều như các nơi kia đã làm, và tôi hy vọng có thể làm tốt hơn. Vậy thì tôi nghĩ rằng Đào Duy Từ Vĩnh Phúc của chúng ta sẽ góp phần tô thêm thành tích vào bảng vàng thành tích chung của hệ thống giáo dục Đào Duy Từ với những dòng chữ chói lọi nhất. Và rồi các em học sinh, đặc biệt các em học sinh lớp 6 rất đáng yêu,
đang biểu diễn, các em rồi sẽ lớn, sẽ trưởng thành, các em lớp 10 cũng như vậy. Và chúng ta sẽ cùng đi, cùng đến với tương lai của giáo dục Việt Nam nói chung, trong đó có giáo dục của hệ thống giáo dục Đảo Duy Từ nói riêng. Và chúng ta sẽ tô đậm màu cờ sắc áo của hệ thống giáo dục Đảo Duy Từ thông qua một khẩu hiệu khiêm tốn nhưng đầy tự tin, thành công từ sự khác biệt. Với tất cả những lý do đó, tôi tuyên bố khai giảng năm học mới 2023-2024 của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đào Duy Từ Vĩnh Phúc. Em xin cảm ơn thầy, và sau đây sẽ là phần đánh trống khai trường. Em xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn cùng hướng về phía sân khấu để chứng kiến giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng đánh trống khai trường.